Tháng 4 đã qua rồi và chúng ta đến tháng 5 rồi đấy, nửa năm rồi đấy. Không biết là tình hình mọi người đọc sách thế nào. Bây giờ mình sẽ nói về những cuốn sách mình đọc trong năm à trong tháng 4 vừa qua. Thì cuốn đầu tiên mình đọc được cuốn Murder by Candlelight like của Faith Martin. Đây là cuốn sách được viết theo cái phong cách trinh thám cổ điển. Có những cái đặc trưng rất là rõ ràng của cái thể loại cozy mystery nhưng mà thời ngày xưa theo kiểu Agatha Christie ấy. Và nó sẽ là diễn ra trong một ngôi làng, rồi có gia sản thừa kế này, và có một số nghi phạm là những người thân thiết của nạn nhân. Và nạn nhân ở đây là rõ ràng là một người phụ nữ có tiền tài, có tài sản, thế nên động cơ thì chỉ có thể là thường thường sẽ động cơ về tiền, ngoài ra thì cũng có thể là trả thù. Và câu chuyện này thì là nói về cái anh này, anh điều tra ấy, thì thực ra cũng buồn cười lắm, anh ta không phải là một thám tử hay gì cả đâu, anh ta chỉ là từng thực hiện một vụ cá cược là với một cuốn sách, nhưng mà không ngờ cuốn sách đó thành công, và cuốn sách đó là về nội dung săn ma, thì anh ta đột nhiên trở thành một chuyên gia về ma quỷ. Thế nên là người phụ nữ này, bà độc thân nha, nhưng mà bà rất giàu. Bà ấy nhờ anh này là đây, bây giờ có một số những cái sự kiện rất là kỳ lạ xảy ra, thì bây giờ là muốn là anh ấy hãy giúp bà này, anh ấy hãy canh kiểu thức đêm ấy để xem con ma đấy nó có thật không và tìm xem thế nào. Mà anh này thực ra không thích đâu, trong cả chuyện này gần như là anh ấy không hề hào hứng gì về cái việc săn ma cả, bởi vì anh biết thừa làm gì có ma quỷ đâu. Biết cái cuốn sách đấy anh ta bịa ra một vài thứ, nhưng thực tế là nó chẳng có ý nghĩa gì về anh ta ấy. Và trong chuyện này còn có một cô nữa, một cô gái nữa, là cô này cũng rất là hào hứng, lúc nào cũng được tham gia cùng anh này, và chính cô ấy là người lôi kéo anh này vào cả cái việc này chính. Ví dụ bà này bán nhờ anh này nhưng mà anh ấy sẽ tìm cách chối, tìm cách từ chối, nhưng mà cô ấy xen vào và cô ấy lại đồng ý thay vào cho anh ta, nên cả hai, mặc dù là cả hai người đều không thực sự quá thích nhau, nhưng mà vì cô này rất là tham thích những cuộc phiêu lưu, những cái bí ẩn, và cô ấy vô tình đã lôi kéo cả anh ta vào nữa, thế nên đành phải chấp nhận thôi, anh ta không có sự lựa chọn nào khác phải làm theo. Chuyện này được viết theo cái phong cách trinh thám cổ điển và dùng từ ngày xưa nhiều, cho nên là nó sẽ hơi khó đọc với những người nào mới bắt đầu đọc truyện trinh thám nhé. Còn những ai mà vẫn có thể vượt qua được cái trở ngại về mặt ngôn ngữ thì có thể thì vẫn thử đọc cuốn này, vì nó có cái phong thái của triết lãm cổ điển ngày xưa ấy, với những cái bối cảnh rất là quen thuộc của nước Anh, ngôi làng này, và chuyện nó có một chút yếu tố về ma quỷ. Dĩ nhiên chúng ta đều biết là không có thật, nhưng mà đấy là cái yếu tố mà hấp dẫn khi được đọc chuyện này, là bà này nghĩ rằng là có ma đang dọa bà ấy, nhưng thực tế là như kể cả anh điều tra trong này thôi, anh ấy cũng biết là đây là có ai đó đang dây dọa bà ấy là chính, và có thể tất cả mọi chuyện nó liên quan đến di chúc của bà ấy vừa mới được thay đổi nữa. Thế nên đây là một cuốn sách mà mình thấy là mình đọc nó hơi lâu, vì mình thấy nó bị lan man khá là nhiều rồi đoạn ấy. Về cái phần điều tra nó không thực sự là đưa ra được cái manh mối gì để mình có thể cùng suy luận được. Vậy nên đọc chuyện này thì chỉ cần là chúng ta hiểu đây diễn tiến chuyện nó là như thế như thế, chứ chúng ta sẽ không cần, không nên gọi là đào quá sâu vào việc là cái sự gắn liên kết giữa các chi tiết này như thế nào, và sau đến cuối cùng thì cái anh này anh ấy phát hiện ra thủ phạm là ai và anh ta giải thích chúng ta, thì lúc đấy chúng ta chấp nhận đấy là sự thật, đấy là câu trả lời mà thôi. Cuốn sách thì mình cho 3/5. Cuốn thứ hai mình đọc cũng là một cuốn khá là được kỳ vọng, đó là How to Solve Your Own Murder của Kristen Perrin. Đây là một cuốn sách trong một series cozy mystery mới là Castle Known Files. Đây là cuốn đầu tiên, tiếp năm sau cuốn thứ hai. Thường là những cái series này mình thấy là chỉ tầm 2 hay 3 cuốn đầu nó sẽ nổi thôi, còn về sau nó dần dần sẽ đi vào quên lãng. Mình cảm thấy như cái cuốn Philly Donovan ấy, nó cũng chỉ nổi tầm 3, 2 hay 3 cuốn đầu, sau bắt đầu cuốn sau nó mờ nhạt dần, không có ai kiểu để ý đến cuốn sách đấy nữa. Và như cái cuốn How to Solve Your Own Murder này cũng như vậy. Cuốn này thì cái đoạn nói về một câu chuyện nó cũng rất là thú vị thôi, là có bà này, bà ấy tên là Francesca, và bà ấy từng được dự báo là bà ấy sẽ chết ấy. Thế nên là bà ấy bị ám ảnh vì điều đấy, và bà ấy đi tìm các bí ẩn của khắp ngôi làng bà ấy ở,
và để cố gắng tìm ra được rằng ai sẽ là thủ phạm trong tương lai. Kiểu mặc dù cái chết thì chưa xảy ra nhưng bà ấy vẫn sẽ cố gắng là đi tìm cái người sẽ giết mình trong tương lai đấy. Và nó có còn một cái vụ mất tích của một người bạn của bà ấy, lại tên là Emily. Cô bạn Emily này mất tích cái hồi 30 năm về trước ấy. Thì có thể vụ đấy nó sẽ liên quan thế nào đấy trong về cái vụ giết người của bà ấy ngày hôm nay. Chuyện là đi theo cô cháu gái của bà này nhé. Cháu gái tên là gì? Bà ấy tên là Frances, không phải là Francesca, mình nhầm. Và người ta nói rằng là chuyện này nó sẽ rất phù hợp cho những ai mà thích Knives Out với cả câu lạc bộ thứ năm. Cô cháu gái tên là Annie và được mời đến để dự một cái buổi như kiểu là đọc di chúc của bà ấy. Bà vẫn sống này, bà Frances, và có mời thêm một số nhân vật khác nữa. Thế nhưng cuối cùng thì bà Frances chết đúng như những gì đã được dự đoán. Và bây giờ là theo di chúc thì yêu cầu là hai người cháu của bà Frances sẽ phải cạnh tranh với nhau để tìm ra được thủ phạm cuối cùng, thì toàn bộ tài sản sẽ thuộc về tay người đó. Còn nếu nhưng mà chỉ được điều tra trong vòng có một tuần thôi. Nếu quá một tuần thì tài sản sẽ không thuộc về ai hết mà sẽ được cho đi quyên góp từ thiện vân vân. Frances có hai người cháu. Thực tế thì cái người cháu phía bên bà Frances thì là Annie. Bà ấy thì không có con gì mà là friend anh Annie là cháu của anh ruột của bà Frances. Và một đứa cháu nữa là phía bên nhà chồng của Frances, là bá tước, là một lãnh chúa, một vị bá tước nào đấy, ngài ngài mình quên mất tên của ngài gì rồi. Và đấy, cả chuyện thì nó sẽ là cái quá trình điều tra của Annie, bởi vì chúng ta đi theo nhân vật chính là Annie nhá. Vấn đề của chuyện này thì có quá nhiều nhân vật, thực sự là mới đầu khi mình đọc mình còn kiểu tách rẽ rành rọt ra được từng nhân vật một, họ có mối quan hệ gì với nhau và gia phả của họ như thế nào. Bởi vì ở trong chuyện này, cái ngôi làng này này có những tận hai hay ba thế hệ gì để sống cùng nhau ấy, và tất cả họ đều đấy, họ không có đi đâu cả, nên có rất nhiều người là họ hàng với nhau. Thế nên mới đầu thì nó còn dễ, sau dần dần bắt xuất hiện thêm nhiều nhân vật nữa và tự dưng nó rất là loạn, và mình kiểu bỏ cuộc với cái việc là theo dõi ai với ai với ai, vì nó không còn làm mình cảm thấy tập trung nữa vào câu chuyện ấy, khi mà mình cứ phải cố gắng nhớ ra cái người này là con của ai hay là cháu của ai, và vào những bao nhiêu năm trước thì cái người mẹ hay người bố của cái người này thì có liên quan gì vụ án mất tích ngày xưa đấy. Chuyện thì có viết theo hai điểm hai hai dòng thời gian, nhưng mà dòng ra chỉ là nhật ký của bà Frances, bà ấy viết về cái thời xưa. Và thực ra thì mình thấy câu chuyện thời xưa đấy nó hơi lộ hết nhiều thứ quá, nó khiến cái câu chuyện nó bị mất đi cái hay ở cái phần hiện tại. Phần hiện tại là cái cô cháu Annie điều tra, thì cái phần quá khứ là cái phần nhật ký của bà ấy lại tiết lộ hơi nhiều chuyện, dẫn đến việc là cô Annie này cô sẽ không cần phải điều tra quá nhiều về những cái tình tiết đó. Về vụ mất tích ngày xưa đấy thì có rất nhiều chi tiết mà mình cảm thấy rằng là nếu Annie mà có thể tự mình điều tra thì nó sẽ hay hơn, bởi vì khi mà nó thành ra là phần điều tra nhật ký nó nhiều hơn như thế thì mình thích đọc phần nhật ký hơn, và cứ đến cái phần đọc của nhân vật Annie hiện tại thì nó lại không được hay như vậy nữa. Nên đó là một cái điều đáng tiếc khi mà tác giả chưa phân bố hợp lý về cái nào mà nên có ở phần nhật ký và cái nào nên có ở phần hiện tại. Ngoài cái việc là nhiều nhân vật ra nhá, thì về sau nó còn rất là phức tạp, bởi vì có những cái tình tiết mới diễn ra ở cái trong hiện tại nó dẫn đến việc là câu chuyện nó ngày càng loạn hết cả lên, và đến về sau không chỉ là vì quá nhiều nhân vật nữa mà mình còn bỏ cuộc với việc là theo dõi cái quá trình suy nghĩ của Annie để cùng điều tra Annie. Về sau là Annie cứ nói gì thì mình cứ tin ok hết, chứ mình không còn theo kiểu là tại sao như thế này, bắt đầu từ đâu, kết thúc ở đâu, tại sao Annie lại nghĩ như thế. Mình không còn cái kiểu suy nghĩ như thế trong lúc quá trình đọc truyện này, mà mình chỉ là Annie nói gì thì mình tin như thế thôi. Vì dần dần thì nó thành ra là câu chuyện nó hơi bị lan man về cái cách xây dựng nhân vật, nó bị mờ nhạt quá, các nhân vật đều rất là một chiều ấy, bởi vì đọc quá nhiều nhân vật mà không tập trung được vào nhân vật nào hết. Rồi cái cách điều tra thì nó bị loạn, nó loạn xị ngẫu hết lên. Cái riêng cái mạch truyện quá khứ của nhật ký thì mình thấy là nó rõ ràng nhất, nó thống nhất, nhưng cái mạch truyện hiện tại thì nó quá nhiều nên giờ là nó thành loạn ra và mình không còn cảm thấy thú vị. Chuyện này thì mình vẫn cho là 3,5 trên 5, còn không biết là
cuốn tiếp theo của tác giả này sẽ viết như thế nào nữa. Cuối đây là mình đọc là Everyone is Watching của Heather Wildenkauf. Cuốn này thì đáng ra nó sẽ thú vị nếu mà cách viết của tác giả này không như vậy. Có lẽ là mình không hợp với cách viết của tác giả Heather Wildenkauf, vì năm ngoái hay năm kia tác giả này viết một cuốn sách, ra mắt cuốn sách gì đó, thì mình cũng đi đếp cuốn đấy. Mặc dù cái nội dung nghe rất là hay, và cuốn này nội dung nghe rất là hay nhá, nói về chương trình thực tế, nhưng mà khi mình đọc và mình cũng không thể nào mà vào được cái câu chuyện. Mình thấy các nhân vật hơi nhạt nhẽo ấy, và mình lại có một cái phần nói về quá khứ. Và trong cái chuyện này thì mình lại không quá quan tâm về cái phần quá khứ đó của các nhân vật, mà mình muốn đọc nhiều hơn về cái phần hiện tại, là các nhân vật tham gia vào chương trình thực tế này thế nào. Và ngay bài đêm chương trình thì vô cùng là đặc biệt, vô cùng đặc sắc, nhưng mà các thử thách họ đặt ra ấy, nó không được quá nguy hiểm. Theo đáng ra thì nếu hay thì có thể là cho khiến họ mất mạng hay là họ bị hủy hoại danh tiếng thì nói, nhưng mà những cái thử thách nó rất là bình thường, và cái hậu quả gây ra cũng vô cùng bình thường. Nó không tạo ra được cái hiểm nguy, một cái sự lo sợ gì cho các nhân vật trong chương trình này cả. Mặc dù chương trình này cô bảo là đêm chương trình hay nhất rồi, tuyệt vời nhất từng có và độc đáo nhất vân vân, nhưng mà mình chưa không cảm thấy đấy. Và do cách viết của chuyện này nó cũng không hay, nên là mình đã đi đếp cuốn Everyone's Watching. Nên ra mình có đọc cuốn Sleep with the Devil của Kim Day. Cuốn này mình cũng cho 3/5. Đây là một cuốn trinh thám cổ điển và nói về đi theo một điểm nhìn của một tên sát nhân, của một tên giết người, của tên phản diện. Hắn cũng giết người. Cái việc giết người hắn thì nó không phải kiểu giết hàng loạt, nó chỉ đơn giản là theo cái trường hợp, theo cái tình huống xảy ra đấy, hắn phải buộc phải giết người ấy. Và hắn có âm mưu kế hoạch rõ ràng, hắn tạo ra được một cái nhân dạng khác của mình. Nó sống ở hai cái nhân dạng, hắn có hai cái tên ý, và mỗi tên nó sẽ là gắn lên một cuộc sống. Hắn dự định là sẽ rời bỏ cái tên này để sống bằng cái tên này. Và mục đích cuối cùng vẫn chỉ là vì tiền thôi, và sống sót sinh tồn, nó vì tiền là chính. Và tuy nhiên thì nó có rất nhiều chuyện xảy ra dẫn đến việc là kế hoạch đó của hắn không thực sự thành công cho lắm. Khi mà kể hắn đã giết người rồi, nhưng mà sẽ luôn có ai đó phải ra ấy, và hắn mới buộc phải làm gì đó với người đấy. Thì đó là những cái mà nó không đi theo kế hoạch, và cuối cùng mọi thứ đổ vỡ hoàn toàn khi cuối cùng là hắn không kiểm soát được mọi chuyện nữa. Thì cái phần nửa đầu của chuyện hơi dài dòng, la man, kiểu cứ kể về cái việc là hắn sống như thế nào ở hai mỗi cái đời sống, một cái cuộc sống, cái tên của hắn. Sau đó thì khi đến cái phần nửa sau của chuyện ý, thì mình bắt đầu cảm thấy nó có thú vị hơn, đặc biệt là khi mà cái kế hoạch của hắn bắt đầu trượt đường ray, là hắn không còn theo được cái kế hoạch đấy nữa. Mọi thứ nó đang bị vỡ lở hết ra, sẽ bị vỡ lở nếu hắn không biết cách xử lý tình huống. Và thì khi hắn xử lý rồi thì nó đương nhiên nó không hoàn hảo được, nó sẽ bung bét ra. Đấy thì cái mà mình không thích, hơi thất vọng đi, mình sẽ hụt hẫng và thất vọng chính. Đó là phần kết chuyện thì mình cứ nghĩ hẳn là thế nào, mà hóa ra thì cái cách nó giải quyết nó cũng không có gì là quá đặc biệt với mình. Mình không ấn tượng. Mình cảm thấy là cuốn này thì nó sẽ hay ở chỗ là biết được về cái tâm lý như vậy đấy, là tâm lý của một kẻ phản diện như nào khi mà hắn đối diện với cái sự khó khăn như vậy. Nhưng mà càng về sau thì nó bắt đầu dần dần nó không được hay cho lắm. Nó chỉ hay ở cái phần khi mà hắn có gặp cái trở ngại lớn đó và hắn phải giải quyết thôi. Còn lại sau đó thì cái hậu quả tiếp theo thì nó không thú vị. Thế là mình có đọc cuốn The Ancient Hunter's Guide to Murder của C.L. Miller. Cuốn này thì nó cũng mang cái tính chất là hơi cozy mystery một chút. Nói về ông chủ bán đồ cổ, ông ấy bị giết và ông ấy muốn là cái cô này, cô nhân vật chính này, là cô sẽ giúp ông ấy điều tra được người giết ông ấy là ai. Cái cô này lại là cháu gái của người bạn thân của ông này, bà dì. Và chuyện, cả chuyện cũng hơi bất ngờ là chuyện nó cho là cô cháu gái này và cả bà dì sẽ cùng nhau phá án. Tuy nhiên bà dì thì cũng chỉ như kiểu là trợ tá thôi, còn cái chính vẫn là cô này sẽ là điều tra ấy. Thì chuyện này nó, cái kể chuyện nó không được hay lắm, và mình cảm thấy các nhân vật nó cũng không được thú vị. Với cuốn này thì nó nói nhiều về cái thế giới đồ cổ khá là hay đấy. Nếu các bạn thích về đồ cổ ấy thì có thể thử tham khảo cuốn này. Nói nhiều về đồ cổ, rồi cái cách mà cái giới đó nó hoạt động thế nào, rồi làm giả, rồi nó sẽ làm cả đường dây âm mưu, cái rất là nguy hiểm. Thì đó cũng là điều mà khiến cho ông chủ cửa hàng đồ cổ đã ông bị giết. Và tuy nhiên ý, nó có rất là nhiều chi tiết mà mình cảm thấy nó cứ
cứ không được hợp lý, và tác giả cho vào chỉ đơn giản là để cho câu chuyện nó cao trào, nó căng thẳng, nó kịch tính hơn, nhưng mình lại không thể cái sự kịch tính đấy. Mình đang thấy là cuốn này nó hơi chán với mình. Cuốn này kiểu càng về sau đọc nó càng bắt đầu tự dưng có cả xen kẽ cả FBI vào, nó bị vô lý và mọi thứ nó cứ như là một cái phim hành động ấy, kiểu nó rất là không tưởng, nó không được thực tế. Và cuốn này thì nó cũng các nhân vật nó cũng không phải là gì mình thích lắm, và mình cứ cảm giác là cuốn này sẽ có cuốn hai, nhưng mà theo như đây thì không thấy có cái series gì liên quan đến cuốn thứ hai cuốn này cả, nên chắc là nó sẽ không có cuốn thứ hai gì đâu. Kể cả cuốn hai mình cũng không bị định đọc cái series này, vì mình cũng không thích đồ cổ đến mức như thế để đọc ấy, và chuyện này nó cũng không phải là quá hay. Cuốn tiếp theo là cuốn The Last Murder at the End of the World của Stuart Turchin. Cuốn sách của tác giả này thì mình đã đọc hai cuốn là The Seven and Half Deaths of Evelyn gì nhỉ? Cũng tên là Evelyn, và nó cũng là Seven giống như cái của bảy người chồng của Evelyn Hugo ấy. Với cả một cuốn nữa của tác giả này thì mình đọc hai cuốn đấy rồi, thì có cái cuốn bảy cái chết của Evelyn gì đó thì mình thích, nhưng mà cuốn sau đấy là về cái thuyền ấy, bối cảnh trên thuyền thì không thích lắm. Và trong cuốn này thì nó lại có một cái kiểu concept nó thú vị, đó là nói về vụ án mạng cuối cùng vào ngày tận thế. Cái chuyện nó đang diễn ra bối cảnh trong tương lai, thảm họa xảy ra là có một cái làn sương mù rất là nguy hiểm sẽ gây chết người, và hiện tại là các nhà khoa học này họ đã lập ra được cái rào chắn để chặn được cái làn sương mù đó, để bảo vệ hòn đảo này, và trên hòn đảo này chỉ có một nhúm người sống sót được thôi, có cả ngôi làng và mấy người khoa học này họ sinh sống, và mấy cái nhà khoa học này họ dạy lại cho những người dân làng sống sót. Và đột nhiên một trong những người nhà khoa học này bị giết, và nhân vật chính của chuyện là một cô thuộc cái nhóm dân làng này, cô Emery, cô phải điều tra vụ án. Và chuyện này nó có rất nhiều những cái gây tò mò, ví dụ như là những cái dân làng này cứ đến một cái giờ giới nghiêm họ phải ngủ, và khi họ tỉnh dậy họ sẽ thấy mình như vừa đau đau đớn nhức mỏi cả cơ thể, như họ vừa mới cả một đêm làm việc gì đấy đấy, tức là trong đêm họ đã bị điều khiển để làm việc gì đó. Sau đó thì khi họ tỉnh dậy họ không nhớ được gì về những gì xảy ra trong đêm. Chính vì vậy mà không ai thì nhớ được là cái vụ việc án mạng kia xảy ra như thế nào vào buổi đêm đó, vì sáng sau mọi người đều mất hết trí nhớ, không ai nhớ được cái gì cả. Và Emery sẽ phải lần lại thông qua các cái dấu vết ý, rồi tính lại các cái đường đi nước bước của mình. Và đương nhiên là sẽ có một số những nhân vật khác họ có thể có liên quan một cái gián tiếp hay không, thì họ cũng có những cái dấu vết manh mối, và họ nói cho cô Emery để cô ấy tổng hợp lại, và cô ấy bắt đầu lần lại từng sự kiện một. Chuyện này thì đọc nó hơi chậm, tuy nhiên là mình cảm thấy rất là tò mò, bởi vì cái hướng đi của câu chuyện nó gây ra nhiều cái câu hỏi mà chúng ta cần phải được trả lời. Thế là tác giả luôn tạo ra được một cái tình tiết, một cái bí ẩn gì đấy mà nó khiến chúng ta phải cứ đọc tiếp ý, thì mới hiểu được nó là như thế nào, chứ không phải cứ là đọc luôn như thế là mình sẽ hiểu ra được là chuyện gì xảy ra. Về cuốn sách này nhá, thì nó rất là khó để mình có thể tính được cái điểm chính xác, bởi vì chuyện nó theo một cái hướng rất là khác so với các chuyện trinh thám khác. Theo cái kiểu chúng ta phải điều tra được vụ án mạng này không, thì là tức là có một cái cài đặt gì đấy, là bây giờ rào chắn đã gỡ bỏ rồi, với cái sương mù đang dần dần tiến vào đảo. Bây giờ thì cô Emily cô chỉ có từng đầy thời gian cuối điều tra vụ án thôi, rất là nguy hiểm. Trong thời gian đấy cô phải tìm ra được thủ phạm cuối cùng là ai. Thế trong chuyện này cũng có một yếu tố về trí tuệ nhân tạo nhé. Cái đầu mình còn chưa hiểu, bởi vì là trong chuyện nó có một số những cái sự thay đổi về mặt nhân xưng, ngôi kể. Đấy, cái ngôi kể này nó sẽ là phức tạp này. Thì mình ví dụ cuốn này mà dịch tiếng Việt thì mình đang tự hỏi là sẽ dịch kiểu gì, vì cái lời kể nó lẽ lại là không phải là ngôi thứ ba đâu, nó vừa là ngôi thứ ba nhưng cũng vừa là ngôi thứ nhất, rất là khó khó để diễn tả. Thì cuốn này thì cái phần điều tra này nó hơi khó hiểu nhá, bởi vì nó có rất là nhiều yếu tố liên quan đến khoa học một chút, nó không phải là về kiến thức vật lý vân vân, nhưng mà kiểu nó có liên quan tới những cái diễn tiến khoa học diễn ra ở trong đài này, nên là nó sẽ hơi khó hiểu trong việc là lần lại cái vụ án và những cái gì đấy.
với mình. Nên là cuốn này thì mình cho 3,75 trên 5. Cuốn tiếp theo mà mình đọc là She's Not Sorry của Mary Kubica. Với tác giả này mình không có kỳ vọng gì nhé, bởi vì hầu như những cuốn nào mình đọc của tác giả này mình cũng đều chỉ cho có 3 sao trở xuống thôi. Chắc là ngoại trừ cuốn nào nhỉ? Cuốn Ánh Đèn Vụt Tắt gì đấy thì mình cho 4 sao. Thì cuốn này, nhưng mà rất là ngạc nhiên là cuốn này thực ra mình cũng cho 3,5 sao, thế là cũng cao so với các cuốn khác nhá. Thế là cao rồi đấy. Thì cuốn này, cuốn She's Not Sorry là nói về một cô y tá tên là Megan và cô tiếp nhận một bệnh nhân hôn mê do ngã từ trên cầu xuống, là cái cô bệnh nhân tên là Kathleen. Và bây giờ là nói chung Megan phải chăm sóc cái cô Kathleen này. Có vẻ như là hình như ai đó đã đẩy cô Kathleen ý. Đấy, thì đấy là cái bí ẩn liên quan đến Kathleen. Thì đó, cái mạch chính của chuyện, cái phần về Kathleen là hay nhất trong chuyện. Nó có một cái mạch chuyện nữa liên quan tới những vụ án diễn ra khi mà một cái kẻ xấu nào đấy là đi tấn công những phụ nữ trong đêm ấy, là cưỡng hiếp các kiểu. Nhưng thì mình cứ nghĩ rằng là hai cái vụ mạch này nó sẽ có gì đó liên quan với nhau, nhưng rất tiếc là không phải nhá, không phải tí nào nhá. Nó thành ra hai mạch riêng rẽ, và cái mạch Kathleen ý nó lại kết thúc trước khi cái mạch về cái tên tấn công kia. Cái tên tấn công kia thì đến cuối chuyện chúng ta bị lộ ra là ai, và thực ra mình không có quan tâm về cái mạch chuyện đó, nên là mình thấy nó rất là bình thường. Nó cũng đúng, cũng có cái sự bất ngờ, tuy nhiên là đây không phải là cái mạch chính mà mình cảm thấy là trọng tâm của chuyện này. Nó nói đến chuyện này, cái hay nhất đó chính là cái mạch về cô hôn mê kìa, và có một cái twist rất là hay luôn mà mình không thể nói đoán ra được. Và lại và trong cuốn này tác giả lại sử dụng cái trope mà mình vô cùng là thích, đó là lừa, cái sự lừa người đọc về một số những yếu tố trong chuyện. Và điều đấy là cái mà mình thích, nó giống như một số những cái cuốn tiểu thuyết khác, ví dụ như là cuốn Good Night Beautiful của Amy Molloy này, hay là cuốn The Maid's Diary này của Laurence White, rồi những cuốn như là Vợ Mới Chồng Tôi, vân vân, rất nhiều cuốn là nó có sự cái chốt kiểu như vậy, và mình cực kỳ là thích những cuốn nào có những chốt như vậy. Và cuốn She's Sorry đã sử dụng cái chốt đấy khiến mình rất ngạc nhiên. Đó là, nhưng mà nó phải là cái mạch chuyện về cô hôn mê, chứ còn cái mạch về cái kẻ tấn công kia mình không quan tâm. Tại sao cho cái mạch đấy vào làm gì, nó khiến câu chuyện không hay. Chắc là tại vì tác giả khiến thấy cái thấy là cái mạch về cô mê kê nó hơi hơi mỏng, nên là phải thêm cái mạch chuyện nữa là mạch về kẻ tấn công. Hơi 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 đáng tiếc với cuốn này nếu không có cái mạch về kẻ tấn công kia thì có lẽ mình cho cuốn này 4 sao rồi. À, trong cuốn này cũng có nhân vật mình rất là ghét nhé, đấy là đứa con của cô Megan, đứa con tuổi teen tên Sienna. Mình đặc biệt là ghét chuyện có nhân vật về tuổi teen, cái bọn nó rất là khó chịu luôn ý, bọn nó chống đối bố mẹ, cãi nhưng bố mẹ rồi lại vô tình khiến cho bố mẹ rơi vào nguy hiểm mà bọn nó không biết gì, bọn nó không hối lỗi. Cuốn tiếp theo là cuốn The Best Way to Bury Your Husband của Alexia, của Casal Alexia, Alexia Casam. Mình cứ tưởng cuốn này là trinh thám thriller nhưng mà không phải, nó thực ra nó hơi mang tính chất là drama nhiều, nó cũng không phải là cuốn hài ấy. Mình cứ nghĩ là kiểu nghe cái tiêu đề là cách để chôn chồng bạn thì nó sẽ hài hài, nhưng mà nó không phải, nó hoàn toàn là hơi hơi có cái dạng là kiểu bi hài kịch hiểm, tức là nó rơi vào tình trạng rất trớ trêu giữa cái bà này tên là Sally, bà hai đứa con bà ấy thì đi làm đi ở đâu đấy rồi. Và đây là thời kỳ Covid nhá. Trong chuyện này là bối cảnh hoàn toàn là diễn ra vào cái thời đại dịch ấy, nên là tất cả mọi người cách ly, và may mắn chính vì có sự cách ly này nên là mới có thể che giấu được vụ giết chồng. Mà cái gì đây thực ra chỉ là tai nạn thôi. Và đây là một câu chuyện mà nói về bốn người phụ nữ và họ đều bị chồng bạo hành. Trong những cái cơn cuồng loạn của thằng chồng đấy thì họ đã phải vùng lên để họ bảo vệ bản thân mình, và vô tình thay là dẫn đến cái chết của những người chồng đấy. Và bây giờ họ phải tìm cách để chôn những người chồng này. Thì cái lợi của việc Covid ở đấy đó chính là những người chồng này đều đang bị cách ly ở nhà hết rồi, tất cả họ đều đang giãn cách xã hội, họ không thể đi làm, cho nên là kể cả người chồng này có không đi làm ấy, thì cũng không ai hỏi lý do là tại sao không đi làm.
Thì được cái lợi là như vậy, không ai dòm ngó gì cả. Tuy nhiên cái hại đó chính là việc bây giờ họ đi chôn xác kiểu gì, họ thủ tiêu xác bằng cách nào, khi mà họ chỉ được có một lần một ngày là được ra ngoài thôi, và sẽ có giới hạn về mặt thời gian. Đấy, nó rất là nhiều những cái khó khăn khi mà tác giả đã rất là lựa chọn cẩn thận khi đưa được cái bối cảnh Covid và cái thời giãn cách xã hội đó vào trong chuyện này, và khiến câu chuyện nó tạo ra một cái sự hấp dẫn, một cái sự căng thẳng. Và cái khi mà mới đầu đọc chuyện, nó sẽ theo chúng ta xem một nhân vật chính là tôi, nhân vật Sally, và sau đó khi Sally nhìn thấy được những người phụ nữ khác cũng đang gặp khó khăn, tất cả họ đã cùng nhau lập thành như kiểu một câu lạc bộ riêng dành cho họ, và họ đã phải tìm cách làm thế nào để thủ tiêu các xác ông chồng mà khiến họ không thể đi tù được. Đó là việc họ phải xây dựng mối quan hệ giữa các ông chồng này, những người ông chồng này phải là người thân. Sau đó bắt đầu tìm các lý do, họ tìm các cái cách để có thể là bây giờ làm nào để giải thích sự mắc mắc của những người chồng này. Đấy, nói chung là nó một cái kế hoạch vô cùng là công phu, và đương nhiên sẽ có những lỗ hổng. Đây là chuyện mà mình không có giỏi chọc lỗ hổng ở trong chuyện lắm, vì mình cũng không nhớ được hết tất cả chi tiết. Thì đây là chuyện này thì nó không hề hài, nó một cái gì rất là bi kịch, vì tất cả họ đều mang cho mình nỗi đau quá lớn khi mà bị chồng bạo hành. Họ không bỏ chồng được, họ bị chồng bạo hành như vậy, và khi mà những cái bọn thằng chồng đấy nó chết rồi, họ lại cảm thấy đau khổ bởi vì họ giết người. Họ không phải là những kẻ giết người, và họ còn nghĩ về là thôi tốt nhất là tự thú còn hơn, không thể chịu được. Nhưng mà cái vấn đề là họ còn phải vì con cái của họ nữa, con cái họ không thể mang cái danh là tên là con của những kẻ giết người được, nên họ phải suy nghĩ cho cả con cái. Nên là cái cách mà họ lựa chọn được chính là việc đi chôn chồng, thủ tiêu xác chồng. Một kế hoạch rất là vất vả, lúc nào cũng sẽ có một cái khả năng là họ sẽ bị không khai sự thật, và cảnh sát sẽ phát hiện ra được cái lỗ hổng ấy. Và sau đó đến cuối cùng chuyện là có một cái twist liên quan đến nhân vật khác trong chuyện. Nhân vật mình thực ra mình cũng đã nghi ngờ rồi, vì cái cách mà nhân vật đấy giúp những nhân vật khác về một số vấn đề ấy, thì mình đã cảm thấy là có cái gì đó nó sẽ khá là thú vị về cái nhân vật đấy rồi. Thế chứ là đây là một chuyện mà mình thấy là nó không phải trinh thám đâu, nhưng mà cũng rất là ổn. Và đặc biệt là khi nói về cái việc là những người phụ nữ bạo hành cảm thấy như thế nào ấy. Thế cuốn này mình cho 4 sao. Thì bây giờ mình chuyển sang cái cuốn mà mình có đọc chuyện chữ. Thì trước tiên mình nói qua về ba cái cuốn này là mình đã có một cái blog đọc sách là đọc trinh thám điều tra. Thì mình đọc ba cuốn Đường thép dưới băng của Camille Grape. Thì cuốn này thì là trinh thám Bắc Âu, nhưng mà nó sẽ không có những đặc điểm trinh thám Bắc Âu, nhưng nó sẽ giống những cái cuốn giật gân tâm lý kiểu Mỹ, kiểu Anh, và có điểm nhìn của cảnh sát vào thôi. Nhưng mà cái điểm của cảnh sát nó hơi vô dụng, và bởi vì các cảnh sát này cứ nói về cái tâm lý rồi cái vấn đề của họ, mình rất là chán. Nhưng mà cái điểm nhìn của một nhân vật khác liên quan đến chuyện này thì nó đúng cái thuần túy là dạng kiểu tâm lý, giật gân tâm lý, rất là hay, và mình rất là tò mò về cái điểm nhìn đó. Thế nên chuyện này mình cho tầm 3.75, vì dù sao thì cái cách viết cũng rất là hay ấy. Cái cuốn thứ hai mình đọc trong cái vlog đó là cuốn Mã số 93 của Olivier Nurek. Thì cuốn này là trinh thám Pháp, và đúng cái dạng điều tra, đội cảnh sát điều tra, họ có những cái nghiệp vụ của họ để điều tra qua các manh mối. Nó giống một cái kiểu chuyện thủ tục cảnh sát đơn thuần thôi, chỉ là chuyện này nó độc đáo chỗ về cái xác chết, nó rất là có cái gì độc đáo, nó có những cái mà mình thấy hay, mình thấy tò mò. Nhưng còn lại thì nó cũng sẽ như một cái câu chuyện trinh thám điều tra cơ bản. Tuy nhiên là cái kết của chuyện này còn để lại rất rất nhiều những câu hỏi bỏ ngỏ mà mình cần phải được giải đáp. Cuốn thứ ba trong vlog đó mình đọc là Chiến binh Zulu của Carrie Ferry. Thì cuốn này nó nói về những vụ giết người ở Nam Phi, bối cảnh Nam Phi và cái thời kỳ mà rất là nhối nhẹ, rối ren về chính trị, về các băng đảng và nạn dịch bệnh HIV, cái căn bệnh mà mình từng bị ám ảnh từ hồi bé, cái hồi mà Việt Nam ý, mà mới bắt đầu theo kiểu là bị cái bệnh ma túy HIV tàn phá, bây giờ mẹ đơn bắt đầu ở Việt Nam, mình vô cùng sợ hãi. Cứ cái gì hồi đấy, cái gì bà Kim Tiêm hay gì đó, mình sợ ấy, cực kỳ là sợ luôn ý. Và nó là cái dịch bệnh nó hoành hành ở Nam Phi vào thời điểm trong cái cuốn sách này. Và có những cái vụ nạn nhân với những cái chết vô cùng là kinh hoàng diễn ra.
Và bây giờ anh nhân vật chính tên là Newman, anh ấy phụ trách điều tra về vụ án này. Và thực ra anh ta cũng là người có vô số những nỗi đau trong quá khứ bởi vì là nạn phân biệt chủng tộc. Đây là một cuốn sách mà nó vô cùng là nhức nhối, nó rất là đau đớn và nó rất là bạo lực, cực kỳ là bạo lực và tàn ác. Mà mình ghét tác giả là vì tác giả để trong rất nhiều nhưng mà mình thích chết một cách đau đớn kinh khủng. Và đây là một câu chuyện không hề có hậu, nó là một kiểu bế tắc không có hậu và cũng là cuốn hay nhất trong cái vlog đấy của mình, 5/5. Ba cuốn này thì mọi người có thể xem kỹ vlog đó để biết rõ hơn về cái cảm giác cảm nghĩ của mình khi đọc những cuốn sách này. Còn hai cuốn còn lại mình có đọc trong tháng 4 ấy, thì có cuốn Ngày mai và Ngày mai của Gabriel Sevin. Cuốn này nói về game điện tử, nói về những con người mà làm ra game và nói về tình bạn và những cái tham vọng đã làm mù mắt vân vân thế nào. Thì cuốn sách này cũng khá là hay nhưng mình cho 4 sao, hơi dày nhưng mà thôi không sao cả, đọc được vẫn đọc được. Nói về hai người bạn tên là Sadie và Sam, họ đều có cùng chung một cái mơ ước là làm cái con game, họ đều thích chơi điện tử nên là họ đã hợp tác với nhau để làm game và họ trở nên nổi tiếng và họ lập công ty cùng một người bạn khác của Sam đó là Matt, và cả ba người họ đều cùng nhau điều hành công ty này và bắt đầu từ đấy nó xảy ra rất nhiều vấn đề bởi vì tính cách. Chúng ta đang nói về Sam với cả Sadie chính nhé, thì hai tính cách của hai người họ vô cùng mâu thuẫn cho nên dẫn đến rất là nhiều những cái xung đột xảy ra, cãi nhau và giận dữ nhau. Hồi xưa thì họ có thể là bạn thân nhưng mà dần dần họ không còn cái sự thân thiết như thế nữa khi mà mọi thứ khác trong cuộc sống nó xen vào và dẫn đến việc là họ có những áp lực riêng về những cái tính cách của họ. Mỗi người đều có sự ích kỷ, mình cảm thấy cả nhân vật Sam và Sadie này đều không phải là những nhân vật dễ ưa ở trong chuyện mà vô cùng khó ưa và họ đều ích kỷ, họ không nghĩ cho ai khác ngoài bản thân họ, thực sự như thế đấy. Mới đầu thì mình thèm thấy là họ còn có vẻ quan tâm nhau nhưng mà về sau nó cái sự xa cách nó ngày càng lớn hơn ấy, họ không còn nghĩ đến nhau nữa, họ không còn hiểu cho nhau nữa. Và nhân vật Max trong chuyện này thì có lẽ là nhân vật hoàn hảo nhất, không có một cái điểm xấu nào và cũng là cái nhân vật mờ nhạt theo cái kiểu là một chiều ấy, nó không có sự phức tạp với mình. Nhân vật đấy nó hơi giống kiểu cắt ra từ bìa cắt tông và nó cứ như thế thôi, nó không có gì thay đổi. Thế Sam CD thì nó sẽ có nhiều cái xung đột hơn và chuyện này cái yếu tố mà mọi người cảm thấy rất là thích với cuốn sách thì đó chính là yếu tố về game, về việc là họ cùng nhau chế ra các cái con game, từ chuyện này có nhiều cái thuật ngữ về game ấy. Mình không phải là người thích chơi game đó, mình đặc biệt là không thích chơi game nha, ngoại trừ cái game về truy tìm đồ vật hidden object mà mình hay hay chơi mình lâu lắm rồi mình không chơi, mấy năm nay rồi không chơi, từ hồi đi làm rồi là như không có thời gian ngồi chơi trò đấy nữa. Mà mình vẫn rất thích trò đấy bởi vì nó là theo cái kiểu điều tra tìm hiểu một bí ẩn nào đấy và chúng ta nhặt các đồ vật để tương tác ấy đấy. Mình thích cái trò hidden object như vậy nhưng mà còn lại thì các game các kiểu thì mình thực sự là không thích lắm. Thế mà có lần mình đã từng thử việc trong một công ty game đấy và họ cũng có thể nhận thấy là mình không thích chơi game. Mình vẫn nhớ anh sếp với em bảo mình là như là em không thích chơi game đúng không? Yeah. Mình vẫn kể kiểu trong trong đầu mình thì lúc đấy mình nghĩ vâng đúng rồi anh ạ, nhưng mà ở ngoài mặt thì mình vẫn cười và nói cho em vẫn chơi game chứ. Rồi thì mà giờ mình không thích chơi game nhưng mà mình vẫn rất là thấy cái cách viết của tác giả khi mà đưa cả thế giới game trong chuyện này nó vẫn rất là dễ đọc. Ngay cả một cái người không biết chơi game như mình là mình đã cảm thấy là mình đang được sống ở trong cái thế giới như vậy. Cái cách mà hai nhân vật Sam và Sadie này, đặc biệt nhân vật Sadie là kiểu có sự đam mê với game mãnh liệt và nói về game kiểu nói về cái gì đó nó là sống còn đứa con tinh thần của họ ấy. Nên mình sẽ cảm nhận được cái sự nồng nhiệt đó, cái tình cảm đó của họ với việc làm game. Cái kết truyện thì nó không phải là một cái cuốn sách có cái nội dung hoàn chỉnh, nó chỉ như kiểu là dạng chuyện từ bé đến lớn và đây là một cái kết mở thôi, chúng ta sẽ không bao giờ có thể biết được là về sau họ sẽ thành như thế nào, rồi họ sẽ làm game gì không, rồi liệu công ty này có tan rã không, rồi cuộc sống họ sẽ đổ bể hay không thì cái chúng ta không bao giờ biết. Chuyện này thì nó còn nói về theo kiểu là thất bại thành công, bảo vệ tổn thương đến từ những tham vọng sáng tạo hay những bộ phản chính trái tim mình ý. Thì có cái phần tham vọng sáng tạo thì mình đã kỳ vọng nhiều hơn là sẽ có theo dạng họ phản bội nhau ấy và nó là một điều vô cùng là kinh khủng, nhưng mà trong chuyện nó không có yếu tố như thế nên là mình có
mình đã bị kỳ vọng sai. Cuối cuối cùng thì thực ra là mình đọc lại thôi, đó là cuốn Nhân Chứng cuối cùng của Holly Jackson. Đây là cuốn đầu tiên trong một series 3 cuốn về nhân vật chính là cái cô Pip này. Mình đã từng đọc cuốn này 2 năm trước và lúc đấy mình cũng có nói với mọi người là mình so sánh với cuốn Nhân Chứng cuối cùng này. Tên tiếng Anh nói là A Good Girl's Guide to Murder ấy. Đây là một series vô cùng nổi tiếng của Holly Jackson nhé. Và vậy 2 năm trước mình đọc cuốn đầu tiên ấy, nhân vật chính là Pip. Pip Fitz. Nhân vật Pip này thì mình so sánh với cả nhân vật Stevie ở trong cuốn, trong cái series về Truly Devious. Thì mình so sánh hai nhân vật đấy bởi vì họ đều là những người rất thông minh, họ tự điều tra những vụ án mạng gọi là cold case, những vụ án mạng mà không có lời giải đáp ý, và để cứ đóng băng hàng năm trời. Thì mình thích nhân vật Pip này trong chuyện hơn, rất là khiêm tốn. Trong khi đó thì cái nhân vật Stevie ở trong Truly Devious thì cũng không đến mức là quá là kiêu đâu, nhưng mà tự cho mình là thần đồng cho mình giải án thì mình không thích cái kiểu đấy. Thực ra thì mình còn so sánh cả với cái nhân vật trong cái chuyện Gia Tài Trò Chơi Thừa Kế nữa cơ, của Jennifer Ban Lin Ban. Thì cái nhân vật trong chuyện đấy cũng rất là khó chịu, mình rất là ghét cái kiểu hậu hĩnh, tiếng hậu hĩnh, nhưng mà thực ra không làm cái trò gì hết, đều là những cái kiểu chuyện YA mà. Và chuyện này thì cái vụ án nó rất là đơn giản. Vụ án thì thực ra nếu các bạn đọc nhiều chuyện trinh thám rồi thì các bạn sẽ thấy là cái vụ án này nó phổ biến này, nó cơ bản này, rồi cái tên thủ phạm cuối cùng nó cũng sẽ là cơ bản như thế, nên là có thể dễ dàng đoán được. Nhưng nếu mà mọi người cảm thấy là muốn bắt đầu với chuyện trinh thám ở một góc độ nào đấy mà dễ và dễ đọc ý, thì có thể tham khảo cuốn Nhân Chứng cuối cùng này, là cuốn sách đọc rất là nhanh. Hiện tại thì mình đang đọc một cuốn truyện khác của Holly Jackson, không phải cuốn tiếp theo của tác giả này, của truyện này, của series này, mà là cuốn The Reappearance of Rachel Price. Ban đầu mình tưởng cuốn đấy nó có liên quan gì đến mấy của cái series này, nhưng mà không phải, nó là một cuốn riêng và đang đọc có vẻ khá là thú vị đấy. Kiểu tác giả Holly Jackson có một cách viết nó rất là thu hút mình, mặc dù đều là chuyện trinh thám YA thôi, cho lứa tuổi thiếu niên ấy, cho tuổi mới lớn, kiểu thanh thiếu niên, nhưng mà mình rất thích ý, vì cái nhân vật, cái cách mà khiến cho mình cảm thấy có thiện cảm với nhân vật chứ không phải là khó chịu. Và cái cách diễn giải được vụ án, và cuốn này thì nó sẽ viết theo kiểu multimedia mix media, là nó có sẽ có những cái ghi chép, ghi chú, rồi in từ cuốn nhật ký ra này, rồi ghi âm các cái bản phỏng vấn này, rồi tài liệu, rồi vân vân. Nó có rất là nhiều những cái gọi là mixed media, có nhiều cái hình, cái dạng khác nhau của văn bản trong cuốn này, nên là đọc sẽ hay. Hơi tiếc là cái tên gốc của chuyện này không được dịch ra. Mình nhớ là có anh dịch giả của Quang Huy đã dịch thử cái tên gốc của chuyện này thì nó khá là hay, gọi là cái gì, Cách Giết Người Của Gái Ngoan à. Mình không nhớ cái tên anh ấy dịch ra, nó hay lắm, nó nghe hay. Cái gái ngoan mình nhớ thế mà. Tức là chắc là cái tên thì họ bảo là kiểu dễ bị kiểm duyệt, cho nên là không dịch đúng cái câu của A Good Girl Guide to Murder, mà là Nhân Chứng Cuối Cùng. Thôi thì chúng ta để chấp nhận nó là này. Ôi mà mình còn không biết là đây là cuốn dịch từ cái cuốn A Good Girl Guide to Murder cơ, vì đầu tiên là nhìn không nhìn ra được cái tác giả ấy, mình chỉ nhìn cái toàn bộ này, sau đó cái tên dịch ra thì nó đã không đúng rồi. Rồi nó cái hình này mình còn tưởng là sách liên quan đến vụ án có thật cơ, nên là chả quan tâm lắm. Lúc sau mới kiểu đọc nội dung ra thấy sao mà nghe có vẻ giống cái chuyện mình đã đọc rồi, sau đó lại thấy cũng tác giả, thế là mới ngớ ra đấy là cuốn đấy chứ. Tập kết xong rồi và giờ là lúc mọi người comment những cuốn sách mình đã đọc trong tháng 4. Hẹn gặp lại các bạn sau. Tạm biệt.